Xin chào các bạn. Ở trong video này thì chúng ta sẽ nói đến một cái vấn đề rất là quan trọng nhưng các bạn mới lại không quan tâm một cách nghiêm túc. Đó là vấn đề bản quyền trong kinh doanh POD. Bạn hãy tưởng tượng thế này, bạn có một trang hay là bạn có một gian hàng trên sàn thương mại điện tử, có rất là nhiều thiết kế độc quyền của bạn ở trên đó. Nhưng một ngày thì bạn phát hiện ra là toàn bộ các thiết kế của các bạn đã bị một hoặc nhiều người khác sao chép thiết kế. Thậm chí họ có thể sao chép toàn bộ gian hàng của các bạn, giống cả logo, giống tất cả các hình ảnh ở trên đó. Và trường hợp theo chiều ngược lại đó là cửa hàng của các bạn bỗng nhiên là bị khóa tài khoản, thậm chí là bị kiện trên các sàn thương mại điện tử hoặc là cả Shopify, vì bạn đã vi phạm bản quyền của một đơn vị khác mà bạn vô tình hoặc là cố ý đã làm điều đó. Vì vậy, trước khi bắt đầu vào những vấn đề cụ thể hơn của quá trình kinh doanh POD, tôi cần cung cấp cho các bạn một số các thông tin căn bản nhất liên quan đến bản quyền để đảm bảo rằng các bạn sẽ không bị cấm tài khoản, tránh các vấn đề rắc rối liên quan đến vấn đề xâm phạm tài sản trí tuệ. Sau đây chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, bạn cần phải hiểu khái niệm bản quyền và nhãn hiệu là gì. Bản quyền có nghĩa là quyền bảo vệ hợp pháp đối với các tác phẩm và trí tuệ của bạn tạo ra, như là thiết kế hoặc là các tác phẩm nghệ thuật. Theo luật thì ngay khi bạn tạo ra một thiết kế, bạn đã được sở hữu bản quyền một cách tự nhiên. Bản quyền cho phép bạn là người duy nhất có quyền sao chép hoặc là sử dụng tác phẩm đó. Thì đây gọi là bản quyền. Còn về nhãn hiệu sẽ giúp bảo vệ tên thương hiệu và logo của bạn. Đây là một dấu hiệu để nhận biết, có thể là biểu tượng hoặc là một cụm từ, và phải được đăng ký hợp pháp bởi một cơ quan có thẩm quyền. Để sở hữu nhãn hiệu, bạn cần phải nộp đơn đăng ký. Ví dụ như ở Mỹ thì bạn có thể nộp lên Văn phòng bằng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO. Thì quá trình này nó có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng và nó tốn khoảng 700 đến 1.000 đô. Thì đây là sự khác nhau giữa bản quyền và nhãn hiệu. Tóm lại là bạn hiểu đơn giản đó là bản quyền là cái quyền duy nhất của các bạn đối với sản phẩm mà bạn tạo ra. Bạn tự làm ra một cái sản phẩm gì đó thì mặc nhiên đó là bản quyền của bạn. Nhãn hiệu thì đó là thương hiệu. Chúng ta cần phải đăng ký ở cơ quan nhà nước để bảo hộ cái quyền sở hữu đó của chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái thiết kế độc quyền, vậy thì có ai sẽ bảo vệ cái quyền này của chúng ta nếu như một người nào đó sao chép hoặc là chúng ta sao chép của người khác? Để kiện một ai đó vi phạm bản quyền của chúng ta, đó là một công việc rất là tốn kém và phức tạp. Đặc biệt là những người vi phạm ở quốc gia khác nhau. Ví dụ như bạn kiện một người khác mà họ đang ở Pakistan hay họ ở Mỹ, họ ở châu Âu, đa phần chúng ta không thể đủ nguồn lực để đi kiện họ. Nhưng nếu những người bán này ở cùng một sàn thương mại điện tử, có nghĩa là một người nào đó lấy sản phẩm của các bạn nhưng mà họ cùng bán trên một sàn thương mại điện tử như là Etsy, Amazon, thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua việc chúng ta báo cáo đến hệ thống hỗ trợ của các sàn thương mại điện tử. Nhưng đây là trong trường hợp việc vi phạm bản quyền nó nằm trong chung một nền tảng. Trong trường hợp vấn đề vi phạm này nó ở khác nền tảng, ví dụ như bạn lấy mẫu sản phẩm từ Amazon rồi bạn bán trên Etsy, hay là lấy từ Etsy bạn bán trên Shopify thì sao? Thì vấn đề này nó khó hơn và rất là nhiều người đang thực hiện cái cách này, đó là lấy mẫu sản phẩm từ nền tảng này đưa vào nền tảng khác để kinh doanh. Tuy nhiên, nếu như người bán kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình thì vẫn có thể thực hiện được thông qua các hình thức. Hình thức thứ nhất khá là tốn kém, đó là đăng ký sở hữu đối với cái mẫu thiết kế đó. Nhưng hiện tại là có một cái cách đơn giản hơn và ít tốn kém hơn, đó là chúng ta sẽ nộp đơn đến dịch vụ. Họ sẽ đứng ra, họ sẽ gửi yêu cầu gỡ bỏ đến email của các bạn hoặc là đến cái nền tảng mà các bạn đang sử dụng. Dù cho bạn đang sử dụng nền tảng nào, ví dụ như Shopify, hoặc bạn có cái hosting riêng, thậm chí là bạn có cả VPS riêng, họ đều có thể yêu cầu bạn gỡ bỏ. Và trong trường hợp bạn cố tình không xử lý tranh chấp thì buộc lòng các cái dịch vụ các bạn đang thuê đó sẽ cắt hợp đồng của các bạn, sẽ xóa khóa tài khoản của các bạn. Thì đây là cái cách để bảo vệ quyền lợi của bạn cũng như là để những người khác họ bảo vệ cái quyền lợi của họ. Thông qua vấn đề này, bạn biết bạn cần phải làm gì để mà không vi phạm bản quyền cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của bạn. Vậy thì làm sao chúng ta tránh vi phạm bản quyền? Vấn đề bản quyền cũng giống như là thuế, nó cũng khá là phức tạp và cũng luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, đối với việc kinh doanh POD ở quy mô nhỏ và vừa, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 4 bước để các bạn dễ dàng tuân thủ, tránh rơi vào các tình huống rắc rối. Ví dụ như bạn bị khóa tài khoản nếu như bạn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Etsy, Amazon, Mec, hay là bạn sử dụng Shopify hoặc là bất kỳ hệ thống website nào. Bước thứ nhất, bước này rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ không sao chép bất kỳ một thiết kế nào của người khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ bán những cái thiết kế của riêng chúng ta. Đây nó sẽ đảm bảo hoàn toàn cho các bạn sẽ không bị vấn đề vi phạm bản quyền. Bạn có thể lấy cái cảm hứng từ thiết kế của người khác và sử dụng cùng một cái cụm từ hoặc một cái bố cục tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn mà sao chép chính xác từng chi tiết thì đây chắc chắn là một hành động vi phạm bản quyền. Nếu như bạn đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thì gần như chắc chắn tài khoản sẽ bị khóa hoặc là bị cấm. Vì như tôi đã nói ở trên, nếu như một người tạo ra một thiết kế gốc, một tác phẩm nghệ thuật gốc, thì thiết kế đó tự động được bảo vệ bản quyền. Nếu như ai đó sao chép 100% thì họ có quyền báo cáo vi phạm hoặc là yêu cầu gỡ bỏ thiết kế đó khỏi cái nền tảng. Vấn đề sao chép một thiết kế khác luôn luôn xảy ra, hoặc là bạn có thể thấy là rất nhiều người chia sẻ đó là chúng ta lấy mẫu thiết kế từ một nền tảng khác, sau đó đưa lên Shopify và bán hàng. Tuy nhiên việc như vậy theo tôi là không nên, mà bạn có thể dựa vào mẫu thiết kế đó, lấy cảm hứng để tạo ra một thiết kế mới. Như vậy, việc kinh doanh của chúng ta nó mới lâu bền, nó mới vững chắc. Bạn đừng bao giờ sao chép hoàn toàn hoặc là chỉ thay đổi một cái chi tiết nhỏ. Điều đó nó cũng là vi phạm bản quyền của người khác. Bước thứ hai là chúng ta sẽ không tạo ra bất kỳ các thiết kế nào liên quan đến tài sản và trí tuệ của người khác. Bước thứ nhất đó là chúng ta không sao chép bất kỳ mẫu thiết kế nào. Với bước thứ hai, nó cũng đơn giản như vậy, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không liên quan đến bất kỳ một cái tài sản trí tuệ nào của người khác. Ví dụ như các nhân vật trong phim, các nhân vật trong phim hoạt hình, lời bài hát của các ca sĩ nổi tiếng, hoặc là hình dáng của một số các loại xe mà có thương hiệu, thì điều này cũng không được phép. Bạn vẫn có thể nhìn thấy ở đâu đó hoặc là bạn vẫn có thể bán, nhưng một ngày xấu trời nào đó bạn có thể nhận được các cái thông báo gỡ bỏ sản phẩm hoặc là xóa tài khoản. Tài sản trí tuệ bao gồm các thương hiệu như là Marvel hay là Star Wars là những tài sản đã được người khác tạo ra chứ không phải bạn. Nếu mà bạn bán bất kỳ sản phẩm nào liên quan như là thiết kế có hình kiếm ánh sáng này hay là nhân vật từ những thương hiệu này, có nghĩa là bạn đã vi phạm tài sản trí tuệ của họ. Thì bạn chỉ hiểu đơn giản có nghĩa là logo của các thương hiệu hay là các nhân vật trong phim, trong truyện không phải là do bạn tạo ra. Chính vì vậy, bạn sử dụng nó có nghĩa là bạn cũng đã vi phạm bản quyền. Bạn có thể thấy nhiều người đang bán những cái sản phẩm liên quan đến Disney trên Etsy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ an toàn lâu dài. Có thể họ lựa chọn việc là hy sinh nhiều tài khoản để mà kinh doanh. Bước thứ ba đó là chúng ta sẽ kiểm tra chính sách nội dung hoặc các cái điều khoản dịch vụ trên nền tảng mà bạn đang bán hàng. Ở video này thì tôi không nói riêng về Shopify mà bạn có thể kinh doanh trên Etsy, trên Amazon, Mec hay là các nền tảng khác. Thì bạn cần phải kiểm tra chính sách về nội dung và điều khoản dịch vụ của họ để tránh các vi phạm. Điều này rất là quan trọng bởi vì kể cả bạn áp dụng hai bước trên, có nghĩa là bạn không vi phạm bất kỳ bản quyền của ai, nhưng bạn vẫn có thể bị cấm bán một số các mẫu thiết kế nhất định vì đó là quy định của nền tảng. Ví dụ như Amazon, Mec, họ có những cái chính sách nội dung rất là nghiêm ngặt. Và một trong những quy định đó là không được phép bán các sản phẩm liên quan đến những cái thảm kịch của nhân loại. Ví dụ như là sự kiện 11 tháng 9 chẳng hạn. Thì nếu như bạn thiết kế một mẫu thiết kế hoàn toàn do bạn thiết kế ra thì trên Amazon họ cũng không cho phép. Thì từ ví dụ này bạn có thể thấy là bạn cần phải kiểm tra kỹ các điều khoản dịch vụ của từng nền tảng. Bạn kinh doanh những cái sản phẩm POD trên Shopify nó có nhiều cái lợi thế hơn khi mà bạn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử khác. Chúng ta sẽ đến bước cuối cùng giúp chúng ta có thể tránh được việc vi phạm bản quyền các mẫu thiết kế trong kinh doanh POD. Đây là một bước khá là phức tạp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có các cái công cụ để mà thực hiện. Ở đây gọi là bước kiểm tra nhãn hiệu. Nhãn hiệu đó có thể là một cụm từ được bảo vệ và không cho phép sử dụng trên một số các sản phẩm và ở một số quốc gia nhất định. Có nghĩa là chúng ta đăng ký ở đâu hoặc người khác đăng ký ở đâu thì họ sẽ được bảo hộ ở đó. Thì mỗi quốc gia có một hệ thống đăng ký nhãn hiệu riêng. Ở Mỹ là USPTO. Thì bạn sẽ phải trả tiền đăng ký này thông qua một cái quy trình khá là dài từ 6 cho đến 12 tháng. Và bạn sẽ được bảo vệ trên một số các sản phẩm nhất định. Ví dụ như là áo thun hay là ốp lưng điện thoại. Chúng ta đăng ký bảo hộ trên cái sản phẩm gì thì họ sẽ bảo hộ cho chúng ta trên sản phẩm đó. Ví dụ bạn thấy là các sản phẩm may mặc sẽ được bảo vệ theo lớp 25. Nên đây là lớp mà chúng ta cần chú ý bởi vì chúng ta đang kinh doanh POD. Và đối với ốp lưng điện thoại thì bạn có thể thấy nó là ở lớp số 9. Như vậy có nghĩa là ví dụ như một cụm từ nào đó đã được đăng ký ở lớp số 9, tức là lớp trên ốp lưng điện thoại, nhưng lại không được đăng ký ở lớp 25. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cụm từ này trên áo thun mà mình thiết kế. Rất là đơn giản như vậy. Việc bảo vệ nhãn hiệu thì chúng ta có 3 loại. Có 3 loại nhãn hiệu, đó là nhãn hiệu về thiết kế, nhãn hiệu về chữ và nhãn hiệu về văn bản. Nhãn hiệu về thiết kế, đây là những nhãn hiệu bảo vệ các cái thiết kế đặc biệt, thường là áp dụng cho các logo hoặc là hình ảnh đồ họa cụ thể. Nếu như bạn không sao chép chính xác các thiết kế được bảo vệ này mà bạn chỉ lấy các từ ngữ hay là hoặc là cái hình ảnh biểu tượng ở trên thiết kế đó và sử dụng cho thiết kế khác, bạn sẽ không vi phạm vấn đề về nhãn hiệu thiết kế. Thứ hai nữa là nhãn hiệu về kiểu chữ. Nhãn hiệu về kiểu chữ là sẽ bảo vệ từ hoặc cụm từ trong một phông chữ cụ thể. Ví dụ như là từ két là được đăng ký cho sản phẩm may mặc của thương hiệu Caterpillar. Nhưng miễn sao mà bạn không sử dụng cái từ két này theo cái cách họ đang dùng, mà bạn có thể từng dùng từ két này liên quan đến các thiết kế về mèo hay với một cái ý nghĩa khác thì bạn vẫn có thể sử dụng. Đây gọi là nhãn hiệu kiểu chữ. Và thứ ba đó là nhãn hiệu kiểu văn bản. Đây là loại bảo vệ nhãn hiệu mạnh nhất, bảo vệ từ hoặc là cụm từ ở bất kỳ kiểu chữ hay là bất kỳ cách trình bày nào. Có nghĩa là bạn đã dùng cái từ ngữ này là bạn đã vi phạm nhãn hiệu, cho dù bạn có thể sử dụng phông chữ khác hay là cách thể hiện nó khác đi. Ví dụ như cụm từ Bird Aaron Real đã được bảo vệ và bạn sẽ không được sử dụng nó ở bất kỳ các phông chữ nào. Tương tự, nếu những cái từ như là Nike hay là Adidas hoặc Microsoft thì đã được đăng ký, bạn sẽ không được sử dụng bất kỳ một từ nào ở trong này. Để kiểm tra nhãn hiệu, bạn có thể dùng các công cụ như là TMHunt, nó miễn phí và rất là dễ sử dụng. Nó có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký Mỹ USPTO. Nếu như bạn không chắc chắn những cái từ ngữ trong thiết kế của mình có vi phạm bản quyền nhãn hiệu hay không thì các bạn có thể vào đây kiểm tra. Hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng như là Merch by Amazon Trademark Protection. Nó sẽ giúp bạn kiểm tra rất là nhanh chóng. Tuy nhiên thì bạn dùng công cụ này nếu như bạn kinh doanh trên Amazon. Thì sau video này bạn đã biết được là mình cần phải làm những gì để tránh những cái rắc rối liên quan đến việc vi phạm bản quyền cũng như là vi phạm các chính sách khi mà chúng ta kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Còn riêng việc kinh doanh trên Shopify thì chúng ta sẽ đỡ hơn một phần nào. Tuy nhiên bạn cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng ta không nên copy 100% những thiết kế của người khác để mà tránh trường hợp bạn sẽ bị kiện hoặc là bị khóa các tài khoản của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.